Em bữa trước câu lục rồi, bữa nay câu lăng xê. Ngày bữa trước tôi câu lục, bữa nay tôi câu lăng xê. Cái môn này thì hướng dẫn anh em rồi, không quay nhiều, mất thời gian. Cái môn này là đây là tôi hướng dẫn anh em, mà anh em lấy lăng xê trộn câu ấy nhé. Thế còn anh em mà không không lấy lăng xê thì anh em có thể tham khảo trên cái kênh, nó có nhiều bài, bởi vì trong này nó có cái mồi của tôi, nên là có hướng dẫn anh em cũng cũng có hướng dẫn rồi đấy, full đầy đủ rồi đấy. Nhưng mà nó có nói thì anh em cũng thắc mắc, mà không có cái mồi của tôi thì làm sao mà làm được. Nên là anh em xem cái bài thì lăng xê khác. Này chả có cái gì cả. Tôi hướng dẫn mấy cái anh em lấy đồ. Bài mồi này thì trộn quá nhiều lần rồi. Đấy, một tuần câu lục tuần câu lăng xê. Tuần trước câu lục, tuần này câu lăng xê. Anh em bóp thật kỹ là được, ok. Rồi, nắm mồi nhà trước để ra hồ nó đỡ mất thời gian. Tôi sợ hôm nay trời mưa. Hôm nay tôi chơi nắm hơi to. Thấy mùa đông mùa anh lăng xê nó hiệu quả hơn mùa hè. Hôm nay nó vẫn chưa phải là đông, chứ vẫn là hè, nó dở dở ngương. Quan điểm anh em sai lầm khi mà cắm lưỡi lăng xê, cứ bảo phải ngửa lên như này này. Tôi không bảo là sai, nhưng mà nó cũng không phải ngửa xuống nước, cái lưỡi câu này nó sẽ bung ra và hạt xốp nó sẽ lơ lửng. Muốn ấn vào cái gì thì ấn, để cho mục đích là để cho cái lưỡi xuống đến nước, là cái lưỡi câu nó bung ra thôi, thế thôi, nó lơ lửng trên mặt nước. Nhưng còn anh em cắm kiểu gì thì cắm xuống nước nó chả bung. Ông cứ bảo phải cắm ngửa cắm xuôi, không quan trọng cái chuyện đấy. Cắm cái gì cũng được, cắm ngửa cũng được, cắm xuôi cũng được, không quan trọng. Cắm là đừng có xuyên cả cái gốc lưỡi câu đi vào cái lò xo xuống mà không tung ra được. Đấy là ok. Đây là đến hôm nay là cũng chắc là cũng sắp có hàng đang xê, tôi sốt ruột lắm rồi. Nhờ thằng cô em nó lấy cho mãi nhưng mà hàng là chưa. Nó chưa 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 lấy được. Tôi đành bỏ tay. Tôi câu một cần thôi. Nhưng mà tôi nắm đang xê vào đây. Đằng nào thì cũng mang đi tận này bộ. Xuống đằng nào cũng phải nắm mà, mình nắm trước còn hơn nắm sau. Nắm trước phải đỡ phải nắm. Xuống đến nơi thì sẽ nhàn hơn. Đây, tôi câu hôm nay tôi đi câu buổi trưa. Đến đầu giờ chiều, đến khoảng tầm 4 giờ chiều thì nghỉ. Tôi sợ nhất là rô phi thôi, còn tôi chả sợ cái gì cả. Nếu mà anh em muốn hạn chế dính rô phi thì anh em đi câu đêm. Nhưng mà tối nay tôi lại bận đi sinh nhật rồi, nên là tôi không đi câu tối được. Nên là tôi tranh thủ đi ban ngày. Nhưng mà hôm nay đi cũng một mình, không có ai quay phim cả, anh em mà thông cảm. Lên cá thì tôi sẽ quay. Nó mang đi 4 bộ này, còn một bộ nữa này.
nên nắm rồi để riêng đỡ dối. Cho chỗ này vào trong túi mang đi thôi. Chủ hồ lại bê mồm. Ok anh em, lên xong ổ lăng xê, bây giờ đi ra hồ. Em vừa xuống đến nơi này, tôi còn chưa kịp cắm chống cần. Này tôi chưa kịp mà cắm chống cần đã dính nhá. Lăng xê này. Hôm nay chỗ khác này, hôm nay bên kia có người ngồi rồi này. Đây anh em dính nhá này. Đây. Kệ. Đây tôi cắm lên thật quay đã. Dính lăng xê không sợ. Không nhân lục. Lùi cả cần. Này cứ từ từ bình tĩnh. Nó dính lăng xê không phải dính lục, không phải lo. Đấy. Từ từ bình tĩnh, bây giờ mới ròng. Anh em nhìn này. Cho chạy thoải mái, bây giờ mới ròng. Này phao nằm ở trên mặt nước rồi này. Một con trôi đầu tiên anh em nhé. Sau chưa đến 5 phút. Đấy, tuần trước câu lục thì móm, tuần này câu lăng xê được vừa ném phát dính luôn.
Đấy, ok anh em, tí nữa được thì tôi lại Đấy, nói vừa tiếp. ném xong. Ok anh em nhé. Tôi vừa xuống thì tôi còn chưa dọn xong đồ. Là một con trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu cần thủ. Hơi ngại tí. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Cả tôi nữa là 7 người câu. Này thế nào tí cũng có ông toàn hót mấy chủ hồ trong xem. Trước câu lục móm này câu lăng xê thì mới 3 phút đầu tiên dính một con rồi, còn không biết từ giờ đến tối, từ giờ đến còn 2 tiếng nữa thì kết quả như nào. Hai tiếng nữa, 2 tiếng nữa là sầm sầm tối rồi. Hy vọng lên hàng tiếp. Ok anh em, tí nữa mà đóng cá thì mình sẽ lại quay tiếp. Tôi bị lôi cần ra hồ, anh em nhìn thấy chưa? Đây tôi kéo được cần vào rồi. Đây, nó vào gần đến đây à? Không để ý cái nó lôi cần nó hồ ngay. Mắt rồi. Nó mắc vào trong bụi cây à?
cuối cùng thì cũng bị mất anh em ạ, nó cuốn vào cây nhiều quá, Lúc mà tôi lội cuối cùng xuống chết lạnh lần rồi. đầu tiên thì cá vẫn ăn. Đến lúc tôi lội lần thứ hai thì cá không ăn nữa. Chắc là tôi lội động bởi vì hồ hôm nay rất chi là đông người, 11 người cơ. Đây vừa về xong rồi đây vẫn còn rất đông này. À, nguyên là chỗ túm túm kia là 7 người ở trong kia nữa kìa. Đấy, hồ hôm nay rất chi là đông nên là trên chỗ mọi khi là tôi không câu được, ở chỗ đấy là quá đông người rồi. Tôi câu ở đây thì cái hướng này đây này, anh em nhìn đây này, tôi đánh là đánh chéo ra đây, thế là cá nó lôi về bên, cá nó ăn nó lôi về bên tay phải tay là mất, đâm ra là rất chi là khó. Mấy cả lúc lấy được con trôi to ấy thì là nó lôi ra giữa hồ xong nó về sau rồi cuối cùng nó cũng lại phi vào đây, cuối cùng nó lại phi vào gốc cây này và cuối cùng cũng mất. Hôm nay là ngồi câu đây bắt được con cá thì rất chi là khó nếu mà câu lăng xê bởi vì nó vướng quá nhiều cây anh em ạ. Đây tôi mới thêm được một con nữa, thế là mới hai được hai con trôi, một con to một con nhỏ. Con rô phi thì tôi thả đi rồi, nhỏ quá không 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 muốn quay. Khả năng là hôm nay lăng xê là cũng ngóp cũng ngọp đây, nếu mà lên chuẩn là được 5 con rồi đấy. À, tính cả mấy con bé nữa là phải được 7 con rồi. Nhưng mà do bị động quá nên là tôi nghĩ là chắc là phải đến tối mới ăn, mà nay tôi lại không câu tối. Đến 6 giờ chiều là tôi về rồi. Hy vọng có được thêm. Nhưng so với cả mấy bác ở bên kia thì tôi vẫn là hơn rồi. Tôi xuống sau nhưng mà tôi được trước rồi. Mà tôi được cá to hơn. Ở đây ông Ok anh vừa em. nhờ ông anh ông ấy mang cho cái quần xuống để thay này. Cá nó lôi xuống hồ ướt hết cả người, cần máy móc các thứ nó ướt hết này, bẩn nhem bẩn nhũ hết. Tôi vừa thay được cái quần đấy, áo phơi này. Quần ướt này. Đấy. Rồi, tôi cố ngồi thêm, bây giờ là 4 giờ chiều rồi, ngồi thêm 2 tiếng nữa. Không được thì về, lúc nào là cũng có kết quả rồi. Hơn hôm trước câu lục, nhưng hôm trước câu lục cũng câu chỉ được 2 tiếng đồng hồ thôi. Cũng đâm ra nó cũng không, không thể biết hết được kết quả. Bởi vì đến mới ngồi được 2 tiếng thì cá nó mới đang quẩn thôi. Đè vào 2 phát, chưa nói lên được điều gì. Chính xác là tôi Ok lỗi anh bị em. động này. Lỗi 2 lần quá động này. Nhưng mà cũng không phải là gì đâu nhá. Cái chú áo trắng đây này, chú áo trắng ngồi chỗ cây này, chú ấy câu 3 cần lăng xê và chưa được một con nào. Và chú ấy ngồi từ sáng. Trong cái đây tôi mới ngồi tính đến thời điểm hiện tại là hơn 2 tiếng một tí, hơn 2 tiếng đồng hồ một tí. Thế mà tôi mất 2 con to và cũng được một số con nữa rồi. Này, tôi hy vọng là được thêm, nhưng mà không được thêm thì cũng được bởi vì hôm nay như thế là không móm rồi. Nhưng hôm đi câu lục thì thời gian gấp gáp, có 2 tiếng đồng hồ không giải quyết được gì cả, thả thính như là không có thuyền, lội xuống thả nên loanh quanh mất phải hơn tiếng đồng hồ thì nó mới êm nước được, thì lại về có việc. Ok anh em, tôi cứ cho là lỗi câu đen đi móm. Ôi giời ơi, ông anh ông mà không mang xuống cho cái quần này thì tôi về luôn rồi. Cái này dày bẩn che chét này, này lúc nãy cái thềm này nó ướt sũng người tôi nước nên bây giờ nó khô rồi này. Ở đây anh em vừa đóng xong. Vừa than vãn lúc xong thì dính. Biết là to hay nhỏ đây anh em. To đấy, to đấy.
nhà tao. Nào chạy vô thật. Nghe tao. Hai anh em dính rồi. Nhìn thấy hàng chưa? Mè đây. Anh em bỏ mấy cân? Rồi ok, cho vợ đã. Cúi đã. Đây anh em xem lưỡi nha, không ngoái tí nào nhá. Em xem lưỡi này. Cứ dòng cẩn thận chả bao giờ ngoái. Đây, anh em nhìn này, mỗi cái lò xo cá to quá nó bị gập vào thôi nhé, gập vào thì bẻ ra,
chả sao cả. Đấy. Sướng quá, tay đang run run này. Anh em nhìn lưỡi câu này. Đấy, lưỡi câu này. Không oái nhá. Đây lưỡi câu không oái thế nào nhé. Anh em nào mà câu oái thì xem lại cái câu. Ôi, dòng phê quá anh em ạ. Ok. Tạm dừng nhé. Dịch xong mè này. Lưỡi vẫn còn nguyên. Mè to. Mà anh em cứ bảo là đánh mè là phải đánh nổi nhé. Tôi đánh chìm vẫn dính mè. Nước ở đây còn khá sâu đấy. Nước ở đây còn tầm 2 mét rưỡi 3 mét đấy. Mà tôi đánh sát đáy mà vẫn dính cá mè. Tất nhiên là mè nó ăn nổi. Nếu mà anh em đánh muốn bắt chuyên mè thì đánh bao form, đánh bom nổi thì nó hiệu quả hơn. Nhưng mà đây là tôi muốn nói là không phải cứ mè là nó ăn nổi. Cũng có lúc nổi cũng có lúc chìm. Ok. Năm giờ rồi. Hiện tại thì tôi đã rực rỡ nhất hồ rồi. Ok anh em, lúc nãy cũng đã rực rỡ nhất hồ rồi. Bây giờ thêm một con mè tàu đấy thì càng rực rỡ hơn. Nói chung là hồ 100.000 như này là quá ok rồi. Ấy. Vá xe à? Phải ra tít ngoài kia kìa. Đấy, vừa được thêm một con chép vàng này nhưng mà tôi không quay phim này. Chép vàng khoảng 5 lạng. Ok, thì từ giờ đến 6 giờ thì được con nào thì được, không được thì cũng được. Chả làm sao cả. Tại vì được con to rồi. Hai con to, ok anh em. Thế nào hôm nay là đi hên hơn hôm trước câu lục. Thế cả hôm nay là nhiều thời gian hơn, hôm nay từ gọi là 1 giờ đến 1 rưỡi, 1 rưỡi đến hơn đấy nhỉ. Có lẽ là hôm nay phải tầm hôm nay câu 4 tiếng, còn hôm trước thì câu chỉ khoảng được 2 tiếng, cả thả thính là 2 tiếng. Hôm nay câu lăng xê hiệu quả hơn hôm trước câu lục, nhưng mà cũng chưa thể biết trước được, bởi vì hôm trước thứ nhất là gió to quá. Và cái nữa là tôi cũng có giật được 2 lần nhưng mà không được. Đấy, trình bày với anh em là như vậy. Ok, đây này, trời đã sẩm tối rồi. Trời mùa đông này. Chuyển sang mùa đông ở Hà Nội này. Mới 5 giờ 8 phút chiều thôi nhưng mà đã tối rồi. Thằng em lại vừa xuống đi câu đây xong. Đây, thằng của em này. Lại móm chật mồm thôi. Ok anh em. Tôi dừng quay video nhé. Đến lúc về thì được thêm con nào hay không thì tôi sẽ quay. Mà không được thì tôi cũng sẽ quay lúc xách cá lên. Ok anh em, thì hôm nay được ít thôi nhưng mà nó chất lượng. Ok anh em, thế nhá. Còn cái nhưng còn cái lăng xê thì thực sự là nhiều anh em gọi điện ấy nhưng mà nó hết rồi. Anh em thông cảm, anh em chú ý để ý trên kênh một tí. Nó hết rồi mà tôi nhập, tôi đặt hàng về nó chưa thể về được. Người ta đang hẹn 7 ngày nữa đây, đang chưa biết là liệu 7 ngày nữa có hay không, còn chưa chắc. Ok anh em. Khi mà có lăng xê lập tức tôi sẽ thông báo trên kênh cho anh em xem. 5 giờ 23 phút, là 17 giờ 23 phút chiều rồi, vừa đóng một con nữa nhưng mà nó đây này anh em nhìn này, nó thụt một phát nó lôi thẳng vào trong này luôn, nên là tôi không có thời gian để quay phim, tôi phải gò ra luôn nên là không quay phim được. Vừa được thêm một con nữa trong túi, tí nữa thì lôi lên thì anh em sẽ biết. Một con trôi cũng loại khoảng tầm chỉ khoảng cân 2 thôi cũng được rồi. Ok, thế là to rồi. Vừa xong có mấy người ngồi bên kia về, còn người thì được hai con rô phi bằng 3 ngón tay, người thì được con trôi còn nhỏ hơn cái con trôi nhỏ của tôi. Hôm nay là chưa ai được cái gì hoành tráng cả ngoài tôi. Ok anh em. Đấy, 30 phút nữa thì tôi sẽ thu đồ về. Chưa 6 giờ đâu, 6 giờ kém 15 thôi tôi về. Tại chiều bơi
ướt người thế nào. Cái áo ba lỗ thì nó không khô mà cái áo rét nó nóng quá. Đây hàng anh em xem nhé, ô hô, mất một con trôi to, mất một con trôi to rồi anh em ạ. Ở đây chỉ còn hai con trôi to với cả một con mè to thôi. Rồi ok anh em, đó tôi đi về. Con chép vàng này mang về cho anh ông thả bể. Đây, nhìn con mè mấy cân so sánh với cả cái bàn chân này, này anh em. Nhìn đoán ra, già đoán non. Ok, tạm biệt anh em. Đi về.